How root I could have subject dot so might be at change subject okay ok tung đã là dương resource hai bây giờ chọn link the can file là mối cứ dương bạc cao miền là không index nhỉ chứ nhầm lúc ở đây cháu nhầm xe sạch mày và tìm mối dương thảo đã bay link hai dương pra double core brass ok root tóm hết dương đã tí tăng robo name root rồi coi chúng ta pra tạm giờ này của bạn này để action chúng ta sẽ action dương thử config viên tiền pra tạm giờ url nâng name để root name chúng ta này pra nâng cứ pra tạm giờ root name và pra url đi dương cầm nó tạm biệt ok chúng ta đã đạt mà cứ vì chấp cho UL và dân UL ném á cứ sắp chịch vì assign cho lỡ UL liệt và dân cầm nót miễn S dân đặt E bọt S cứ dân ngặt ra E thì ok dot show và máu dân tập bó chủ mối nâng parameter vì áo ấy dân hào và dân sắp chịch ok
subject hay cứ chia column rồi bỏ table dương từ mơ không được đặt bé column dương chung ấy yes. Chúng ta subject id ta bỏ column dương chung xí dương đã ở từ cái subject id thì okay. Dương đã time đấy là view ok rồi chắc là nhầm refresh thì chứng nhầm ai mà tông mùi đập phê thì chứng hô tới này nè hover tới những khi you are link slash subject hay những slash id id lịch muối trong mặt đó có cái id lịch pi lịch bay lịch của muối chúng ta nên hai chúng phơi tam vậy đó nhé trong mặt sana chúng bao bộ url của bạn này nè ui này kia cầm nó đó kia thử config với tam đục đúng điện được hết toàn hết rồi nhé chúng mình dân cần phi tam tụm rung nắng kê cho xe để biết mối tiết kê xe bài miệng cứ kê xe pra dụ ấl để tỏ báo dân đã chù và sạp chết slash sổ có dân mơ sần mơ bỏ dưỡng parameter thì chúng ta có ID ờ, đây được chỉ ở trời đấy anh ấy dựng bật bạc này về tiền bật bạc ở sân nhà đó mấy cái khô kìa ăn ăn ấy rồi này cái con thai cái này nhé dựng tới đã xin thắc bảo bật lẹt chọp điều bạc cho khi cái lại nâng khi dân cho biết đó cho tùm rộng nó phải là dân cho lên như hai dân mà can controller mình tỏa cho mà can controller chẳng là không controller đấy dân trao ca return to cam view return to cam view mỗi á mà đủ bốn cái toàn miền ấy cái dân tàu ca bằng cao biểu mới được không sắp chết và dân xe của mẹ này mà xe tập bất dân ai cho xe trên vi pha lên của ba này cái PHP artisan mac view subject so enter và khi chúng ta bàn ví dụ mùi cái xe tam nữa quá xe của má các bạn đây dương má tam từ lơ sập chiếc đến hãy dương create new file đang nguy thi và cả nói đại luôn này rồi nữ xe cơ mà nâng chẳng bằng dân ở xe cơ mà nâng tế cứ dân ai à, bà ca về đời mua vô nó không đi kể dân mau sẽ đam là lơ lơ sập chiếc kể do nụ phán như bà ca đoạn đã thật số .let .php bàn được kìa
chẳng viên nó bật cả chiều view mới nhưng prao ta rồi biết vui nè các bạn này nông chụp nó chẳng phi rồi biết nấn ok bắt đầu máu cả lại nó dân từ return return can view ok tăng rồi bỏ view để dân return tao nắng cứ thật là cái nắng phụ đỡ subject hay so bạc rồi nữ và bạc bây giờ dương return bạc cần ok đó chẳng ai chăm sóc bạc hai nhà nên tích và chăm bay cái do tại mùi record nhưng anh ta
Chúng ta bắt tiếng mùi record nhưng mà file first on call file find cái này sẽ còn method sum every cái đấy cái ai tra ban tra tiền ai đặt về hai nhưng do tại mùi record có ba này lớp nhâm nhâm thôi rồi họ mơ chẳng nào đấy che bán phí nữa cả lại nữa để bán phí bạn bấy á bảy bốn bảy bốn nhỉ anh ấy do tài mùi record đó nè ra first anh ấy cứ do mùi record đi kia anh ấy query do tài mùi record đây anh ấy đôi kia rồi những query đòi ra chụp mùi nâng first mà đòn mẹ thật trong trong do tài mùi record đó job the view cứ chấm tang và đồng bộ mùi mát đã thà ở subject cái smart những hao một đòn dưỡng cái thông mà đá một đòn ném cái cần nọt đòi ở so thông vì mục cái nhưng mơ nó không đi bỏ dưỡng khơi nhỉ bỏ nhóm cứ so thông vì mục một đó lắm subject cái subject cái first thứ hai dân đặt nè parameter để dân bị chua nè cứ đổi lại id ở dân pro function dd đồng bài bằng hai là lơ interface we are return the can view a we chụp tầm nè viên thông bằng hai đi kho tăng ngoài dân ở lấy option thua ca refresh page refresh page hay nhầm check view error column not found and no column 1 in first file oh we chap tha nên we select query ở dưới này tại nên select call select mũi ở dân mơ query bà kê ở thế nhân pra find các bạn này tại mùi rồ order by where và pra where get tăng pra first ok mô đó dân do migration này viết thân năng y lực khoan ấy để get start dân mơ man sort first và kê first yeah. Cái đạo về á hay cái first mình nâng ai thay xe sinh ta kho cái lại nâng tích ở trong nhóm cài xong đua lại nâng wing hai đích cho đạo mà đó where column hay smile and value hay cái pra first cái lại nâng có đạo kho hình tích yeah. Và sau đó pra first time đó cứ gặp ọt bà này chính dân cần nọt where để where chúng ta cần lắm á cứ subject id hai dân
how first. Okay, and I select your time we record. Young grandma, which I erotina. Yeah, Yeah, can we check my record and an ID like boy tam? You all were young at your subject ID like boy. Young grand function needing the bicycle ginger. And I just heard the tab young alert. Interpretation. Yeah, subject, January, time, recording. But you can get an error. I get it. Get, you can query the time, record, child. And then you stop, son. Dân trong pra mùi tiết dân ai bật ở nè dân comment dân bay query mùi record mùi tiết nhóm ai tăng vào bộ subject ở đá hoặc dân pra model name cứ subject kể fine tầm mà dân đã parameter nè id anh cứ query tại mùi record được kìa kể chứng mùi tiết anh ấy còn là nhóm của hai người đăng ấy thay ở dân viên này khá nằm bay query tại mùi record nằm về để dân pra lực rõ dân cho pra mùi na của bạn này tập chết find of file có thể chúng đặt đi đi bị mất thì ở viên bằng hai nhờ là browser còn chân thế viên đang return the can view để mà đòn not phone cần lắm chap này ở score query with unknown column vì thằng subject dot id column này tại sao tại dân custom model custom primary key vì thằng chap primary key auto cứ id chẳng tới vì thằng primary key và dân cứ id ai dân bán custom về chính dân anh ai đi bàn tế dân pra bạc nè dân dân thảo lúc ở đi cháu lên thêm data subject ok subject hai dân đã đi bình tham gì ạ model được cả class bởi dân một cái object được năng lần cái đó parameter chia class chẳng dân thời do subject hai subject id cho mình tập tập bản mới chấp cho id điện bây giờ dân select query với address not found and non column id công công toàn sẽ là parameter mà nâng subject
dương khô store mẹ bàn tích. Ok, này chơi nháy. Đói xa anh chơi. Chẳng tha. Việc bánh hát trong P này dương khô store primary key tớ. Dương thờ bởi chạy bạp nâng nâng bộ đồ. Tha primary key nè bởi dương chung ấy. Được chứ nha. Dương bởi chạy bạp nâng bộ đồ vậy. Dương đã protected primary key subject ID. Đâm bay ở viết đăng tha. Chip primary key chung xe cao bị ID. By default, viên tờ rõ primary key để mình chung tha ID. Nhưng mà chạy property này. Để gặp chạy phía lúc khá. Và branding key của dưới. Thì chúng ta stone the price. Chúng ta sẽ subject ID. Và dưới mặt property. Chúng ta sẽ error được mình nhé. Về được file đó. Rồi tại ID. Column ID. Còn chỉ branding key. Và P để dưới cho relationship. Cứ rồi gọi dưới qua relationship. Của dưới mà đo mũi. Đừng mà đo mũi. Có thử bị chạy. Primary key column nâng này. Sẽ lại nít sân nữa. Cái lại nó cứ dân thơm ấy tâm mơ được năng thẻ bộ đó hai cả lầm dân phá nó cứ subject ID rồi có pra ID và ID là dân ai bị chạy bán này bạn được nghĩa lại nó bật sân ai dân phá chia parameter vị trí string đã cái là nick dân đã cứ là ID thì dân prao định muốn á cái ba định kia cái nơi nơi tên đại là ở trong phố tại lại chụp tích tiên về cái gì do lên nhóm dẫn trong phà khi mua đa là ba này đặc biệt là dân môn được bầu chứ dân thua tam nữa chứ error tam nhóm đa với sự liên tâm phai đá và đây là thả phái cái tờ chứ ngài nhâm nhâm phạt đặc bây đúng rồi nó viên tra tiết nhân tờ ca bình chun làm lại đến thực can bị dư dư bình chun ban mà được biết bình chun tới đâm bay bị chun tới ban mà được biết dân ai pra compact cái giống bo data tới đó pra chụp mồi mansion compact hay nè data để dân bị chun tới nè cứ subject admin é nè comment về tất ba cả lớp mình nhưng giờ lớp prá
Đợt tao máy dân nhuận cầm phê quy chôn. Ok, ở đây á, nhập đọc về chẳng dân return mà can thế hỏi, mà can ví dụ ấy, chẳng dân cho mà can ví dụ mà dân. Và ví dụ lý cơ bê sử dụng tên nâng sử dụng tên nâng index data thảo hết. Nhưng anh copy phê index máu dù mà đạt được nâng ví dụ thì chẳng dân lúc ta content cả đá lý hề. Chúng biết đôi khi này chúng ta subject view by id thì subject view by id khi chặn url muối cái lý action file cái subject name. Bây giờ call cứ dừng admin loop về ví dụ đang muốn record á dừng hao key để dừng bị chun mau này key chúng ta subject nhóm copy ở key để chun nó không cần pay nhé cái hao hai dừng đã column cái subject code đó, subject name đã lỡ từ mốc đã name ở đây cứ cái máy copy đó cái miền code cái code description description thì lấy dương mà show data khinh những query mà bà nó cái trâu ta miền còn ta ở đây dân toàn miền chia style ấy đồng bày riêng cho mà visa chứng đứng á chứng style như anh bảo bootstrap rồi gặp bảo Taiwan hoặc trong mặt tuần ở bằng hai anh thế với Clyde của bà đang ca design style thằng tiệt ở chân trong cả lọt tất cả với những a grip dân ta root subject ending thì chúng ta back to subject list ở P thì chúng click cả nắng tới can liên quan hiện mà can liên và dân quỳnh thì lấy ở dân phần nắng